Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với vô minh học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bố thí Ba La Mật Đa học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp không nội học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với chân như học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với thánh đế khổ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với thánh đế tập diệt đạo học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với bốn niệm trụ học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo học bất tăng bất giảm như thế nào? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm, cũng nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa học bất tăng bất giảm. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát, khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên đối với tất cả pháp môn Đà La Ni học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với pháp môn giải thoát không học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện học bất tăng bất giảm như thế nào? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đối với năm loại mắt học bất tăng bất giảm như thế nào? Nên đối với sáu phép thần thông học bất tăng bất giảm như thế nào?